Vâng, em Chiến xin chào tất cả các bác. Đây là chương trình giới thiệu những dòng loa Boss nổi tiếng, đó là dòng 701 nha các bác. Thì 701 thì nó có màu đen, màu xám, màu vàng. Thì được rồi, em được chốt được là 3 cặp màu vàng. Thằng Made in Canada nha các bác. Dòng 701 nó sẽ có Mexico. Mexico là đời đời đầu. Còn đời sau này thì tất cả sản xuất ở Canada nha các bác. Canada sẽ có màu vàng. Vàng thì nó sang trọng hơn. Mà các bác thích màu xám thì 24,5 triệu. Còn màu vàng, vân vàng thì nó giá là 25, đã bao gồm phí ship. Bác nằm chốt thì liên hệ cho em nha. Chiến khoản đủ em sẽ bớt vài trăm. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên nha các bác. Thì cái cặp đầu tiên là về là một bác ở Hà Nội chốt rồi. Và đã nhận hàng và đã trưng bày rồi. Và chuẩn bị tốt. Thì đây là cái cặp thứ hai. Cặp này series là 5084 nha các bác. 5084 nha. 50884. 50884. Đây là Boss 701 hai lỗ thông hơi nha các bác. Rất là đẹp luôn nha. Bác nào sưu tầm thì alo cho em. Đây các bác thấy này. Rất đẹp luôn nha. Mộc mạc luôn nha. Đây là chạm loa. Đây các bác thấy. Nằm cái chân riêng còn nguyên hết. Nói chung là hàng sưu tầm. Giá là 25 nha các bác. Rồi em sẽ dựng nó lên. Vâng, đây là em nó. 701 nó chỉ sẽ có hai phiên bản. Bản một lỗ thông hơi thì nó sẽ rỉ hơn con này khoảng 4-5 triệu cho bác. Một lỗ thông hơi thì nó có một bát đây. Còn này là hai lỗ thông hơi, nó sẽ có hai cái bát cho các bác nha. Nên là 701 vẫn nổi danh là dòng loa Boss có tiếng bát hay nhất của Boss cho các bác. Nó bánh bát hay hơn cả 601 luôn nha các bác. 601 series 3 quánh bát không bằng cặp 701 đâu. Cho các bác vừa nghe nhạc và hát karaoke mà thích tiếng bass uy lực và tiếng hay á, thì các bác lựa chọn 701 là dòng loa cây vừa nghe vừa trưng bày thì rất là đẹp nha. Made in Canada nha bác. Đây có thấy đồ đẹp chưa, đồ này đẹp keng luôn á. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Cặp này là 50884 nha bác. Cặp này series 884 rất là đẹp. Cặp Boss 701 hai lỗ thông hơi series 884. Em quay cạnh thùng vách, nói chung là thùng vách nó đẹp keng luôn nha. Không có điểm màu mình chê được nha. Lo tiễn về. Một lỗ thông hơi phía trước, một lỗ thông hơi phía sau. Bạn em ở Việt Nam mình là thường gọi là 701 hai lỗ thông hơi để phân biệt các bác. Tại vì nó có một đời một lỗ thông hơi rỉ hơn. Đấy. Kéo cạnh đẹp tuyệt vời nha. Giá 25 triệu đã bao gồm phí ship. Em Chiến là ship hàng tận nơi cho tất cả các bác nha, mọi miền Tổ quốc luôn. Chiến không đủ em sẽ bớt là 300 ngàn. Thì cũng như là tiền thu hộ thôi các bác. Còn các bác mình cọc tiền thì mình tốn tiền thu hộ. Thu hộ thì 10 triệu là 100 ngàn. Thì Chiến không đủ thì em sẽ có cái lượng tiền nó sẽ có liền. Còn thu hộ thì nó lâu, chờ tiền thì hơi lâu nên là em không bớt được nha. Còn anh em mà chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt được vài trăm. Rồi bác nào lấy thì alo cho em nha. Đấy, có thấy chân rồi nha. Được keng hết nha các bác. Rồi đây là hai số điện thoại của em. Các bác có thể liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên nha. 0978338140, 0965772277. Em giao hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đây là cái nóc của em nó. Cái nóc này các bác không nên để những cái vật liệu mà dễ làm trầy nha. Nó uổng phí. Vậy chúng ta có để gì mình lót lên nha.